Một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, huyện đang đôn đốc vận động người dân trả lại số tiền địa phương đã chi sai để đền bù giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 xảy ra từ năm 2013. Vâng, và huyện Phù Mỹ cho biết là địa phương đã ban hành 172 quyết định có liên quan đến việc thu hồi hơn 5,3 tỷ đồng từ việc chi sai này. Tuy nhiên đến nay thì đã 6 năm trôi qua vẫn chưa thể thu hồi được. Năm 2018, khi quyết toán hoàn thành dự án, Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ phát hiện đã chi sai số tiền hơn 5,3 tỷ đồng cho hàng trăm hộ dân, buộc phải thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước. Trong đó thì nhiều nhất là tại xã Mỹ Châu với 130 hộ dân, số tiền chi sai là hơn 3,3 tỷ đồng. Thị trấn Bình Dương là với 18 trường hợp, số tiền chi sai là 1,4 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ, địa phương đã thành lập các tổ công tác đi vận động từng hộ dân nhưng không nhận được sự hợp tác. Và người dân cho rằng là giá trị bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của nhà nước thấp hơn nhiều lần so với giá thị trường hiện nay. Và việc bồi thường hỗ trợ đã được hội đồng thẩm định và Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt có quyết định thu hồi đất, chỉnh lý trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hơn nữa là người dân đã tiêu hết tiền hỗ trợ nên không có gì để nộp lại cho nhà nước. Vâng, còn về nguyên nhân xảy ra sự việc vô cùng hy hữu này thì Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Phù Mỹ thì cho biết, cái thời điểm này khi mà dự án mở rộng quốc lộ 1A rất là áp lực về tiến độ, việc chi sai đều do nguyên nhân khách quan. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận thêm 13 trường hợp ngộ độc nghi có liên quan đến thức ăn tại quán cơm gà trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, nâng tổng số ca bệnh lên 358 trường hợp tính đến 15 giờ ngày 16 tháng 3. Kết quả cấy phân từ 5 người bệnh trưởng thành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa dương tính với khuẩn Salmonella. Trước đó, một bệnh viện tư nhân ở thành phố Nha Trang cấy phân của 2 bệnh nhi, kết quả cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella. Sở Y tế đã hướng dẫn các bệnh viện điều trị bệnh nhân ngộ độc theo hướng nhiễm trùng, nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân Salmonella Group. Hiện 170 bệnh nhân điều trị ở 13 bệnh viện và trung tâm y tế tại địa phương. Những người còn lại đã xuất viện hoặc được bác sĩ kê đơn cho về theo dõi ngoại trú. Một bệnh nhân tình trạng nặng là người phụ nữ mang thai 18 tuần đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hiện bệnh nhân sinh hiệu ổn, các triệu chứng tiêu chảy, nôn ói, sốt đã giảm. Nhưng bệnh nhân còn lại đang dần ổn định. Bộ Y tế cho biết hiện Việt Nam đã sản xuất được 10 trên 11 loại vaccine trong tiêm chủng mở rộng, đã tiếp nhận và làm chủ một số công nghệ sản xuất thuốc chữa bệnh có bản chất protein và enzyme, phát hiện và ứng dụng các chỉ thị sinh học liên quan đến ung thư và bệnh di truyền. Tuy nhiên, Bộ đánh giá điểm yếu của nghiên cứu khoa học công nghệ y tế hiện nay là thiếu lực lượng nhân lực trình độ cao và chính sách đầu tư cho khoa học công nghệ còn hạn chế, chưa có cơ chế cho đề tài có tính rủi ro mạo hiểm. Vì vậy, ngành y tế đang tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong y tế, tập trung nghiên cứu sản xuất thuốc, vaccine, phục vụ phòng và chữa bệnh. Sáng nay 17 tháng 3, giá vàng một số thương hiệu trong nước được điều chỉnh đảo chiều, giảm về gần 81 triệu đồng một lượng bán ra. Hiện tại giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 79,2 triệu đồng một lượng mua vào và 81,72 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào ở mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở chiều mua. Trong khi đó, Doji cũng đã điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều, xuống lần lượt là 79,4 triệu đồng một lượng mua vào và 81,4 triệu đồng một lượng bán ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 79,6 triệu đồng một lượng và 81,45 triệu đồng một lượng, giảm 450.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với rạng sáng qua. Vào ngày 17 tháng 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khu vực Đông Bắc Bộ vẫn chìm trong mưa phùn và sương mù. Mưa có xu hướng giảm, không nặng hạt và kéo dài như một ngày trước, nhưng thời tiết duy trì tình trạng âm u, nồm ẩm. Tại Hà Nội, độ ẩm trong hôm nay vẫn xấp xỉ 95%. Khoảng cách về nhiệt độ giữa ngày và đêm được thu hẹp, dao động trong ngưỡng 21 đến 26 độ C. Các tỉnh Tây Bắc lại duy trì ngưỡng oi nóng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Thời tiết khu vực tạnh giáo, hửng nắng về trưa và chiều. Cơ quan khí tượng cho biết từ đêm ngày 18 tháng 3, một đợt không khí lạnh tràn về có thể gây mưa rào rải rác cho miền Bắc, đồng thời khiến khu vực giảm nhiệt, nồm ẩm tạm chấm dứt.
Tạp chí du lịch uy tín có trụ sở tại Singapore, DestiAsia đã công bố danh sách giải thưởng Reader's Choice Awards, giải bạn đọc bình chọn lần thứ 17. Tại hạng mục 10 thành phố tốt nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam được nhắc đến và đứng thứ 10. Thủ đô Bangkok của Thái Lan đặt vị trí quán quân. Ở hạng mục 10 đảo tốt nhất, Phú Quốc đứng thứ 6. Đảo Ngọc nổi tiếng với khách quốc tế nhờ các bãi cát trắng mịn và nước trong xanh, đa dạng địa hình rừng, biển cùng với các khu vui chơi giải trí. Ngoài ra, Phú Quốc có cơ sở hạ tầng giao thông thuận tiện như là cảng hàng không quốc tế, cảng tàu biển. Hệ thống cơ sở nghỉ dưỡng trên đảo đồng bộ, trải dài từ Bắc đến Nam đảo và đa dạng phân khúc từ bình dân cho đến cao cấp. Đại diện của các giáo sư y khoa tại 20 trường đại học cũng là bác sĩ cấp cao tại các bệnh viện đa khoa Hàn Quốc đã thống nhất quyết định tự nguyện nộp đơn từ chức bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 tới. Đến nay, số lượng chính xác các giáo sư dự kiến nghỉ việc vẫn chưa được tiết lộ. Hàn Quốc hiện vẫn đang đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng trong bối cảnh hàng nghìn bác sĩ nội trú và thực tập sinh y khoa đã ngừng làm việc từ ngày 20 tháng 2 để phản đối các cải cách của chính phủ trong vấn đề tăng số lượng chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên y khoa. Các bác sĩ lo ngại cải cách này sẽ làm xói mòn chất lượng dịch vụ và giáo dục y tế. Một cuộc thăm dò mới của truyền thông cho thấy kế hoạch cải cách nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng, nhưng có tới 34% người dân muốn chính phủ đàm phán để chấm dứt bế tắc. Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần kêu gọi các nhân viên y tế cơ sở phải trở lại làm việc nếu không muốn phải đối mặt với hành động pháp lý đình chỉ giấy phép y tế. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 16 tháng 3 đã kêu gọi Israel nhân danh con người không tiến hành một cuộc tấn công vào Rafah, nơi phần lớn dân số Gaza đang trú ẩn. Ông nhận định bạo lực leo thang hơn nữa ở khu vực đông dân cư này sẽ gây ra thêm nhiều chết chóc và tuyệt vọng, đồng thời kêu gọi Israel nỗ lực hướng tới hòa bình. Việc quân đội Israel lên kế hoạch sơ tán trước khi tiến hành cuộc tấn công không phải là một giải pháp thực tế. Ông cho rằng 1,2 triệu người ở Rafah không có nơi nào an toàn để di chuyển, không có cơ sở y tế an toàn, đầy đủ chức năng mà người di tản có thể tiếp cận tại những nơi khác ở Gaza. Trước đó, theo một tuyên bố hôm ngày 15 tháng 3, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phê duyệt kế hoạch hành động ở Rafah của quân đội nhưng không đưa ra thông tin chi tiết hoặc là mốc thời gian. Liên Hợp Quốc và Mỹ, đồng minh chủ chốt của Israel, cũng đã nhiều lần cảnh báo phản đối một hoạt động quân sự vào Rafah. Ngày 16 tháng 3, tổ chức từ thiện World Central Kitchen của Mỹ thông báo đã dỡ xong chuyến hàng viện trợ bằng đường biển đầu tiên cho giải Gaza và đang chuẩn bị chiếc tàu thứ hai. Tuyên bố của World Central Kitchen nêu rõ tất cả hàng hóa đã được dỡ xuống và đang sẵn sàng để phân phát ở Gaza. Hàng viện trợ lần này là gần 200 tấn thực phẩm, gồm đồ ăn đóng hộp, đậu, cà rốt, cá ngừ đóng hộp, đậu xanh, ngô đóng hộp, gạo đồ, bột mì, dầu và muối. World Central Kitchen đã phải xây dựng một cầu tàu ở phía tây nam thành phố Gaza để cung cấp hàng viện trợ. Lô hàng thứ hai chở 240 tấn lương thực cũng sẽ bao gồm một xe nâng và một cần cẩu để hỗ trợ việc giao hàng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời điểm chuyến tàu viện trợ thứ hai sẽ được khởi hành. Trước đó, vào ngày 15 tháng 3, quân đội Israel cho biết việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo bằng đường biển không vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải kéo dài nhiều năm đối với Gaza. Đảng Xã hội Thống nhất Venezuela PSUV cầm quyền chính thức tuyên bố đương kim Tổng thống Nicolas Maduro là đại diện của tổ chức chính trị này tham gia cuộc bầu cử vào ngày 28 tháng 7 tới. Phát biểu trước hàng nghìn đảng viên PSUV ngày 16 tháng 3 tại Caracas, Tổng thống Maduro cam kết sẽ đưa đất nước Venezuela đi đến chiến thắng mới với sự ủng hộ của nhân dân. Được biết, lực lượng chính trị lớn nhất Venezuela này đã đạt được đồng thuận nhất trí cao trong việc cử ông Nicolas Maduro, đại diện đảng, tham gia tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ mới kéo dài 6 năm. PSUV đã tổ chức hơn 317.000 cuộc họp công khai trên khắp đất nước với sự tham gia của hơn 4.200.000 thành viên trước khi đưa ra quyết định trên. Bản tin 9 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.